Ôi bây giờ anh em chay đi câu cá mùa đông nha các bạn. Bây giờ đang đổ xăng. Đổ xăng ở cái xăng. Đó. Đổ xăng xong đi nha. Các bạn rồi giờ mấy anh em mình vừa tới. Giờ đi ra ngoài này. Đi ra ngoài mấy cái chòi xa. Ra ngoài đón câu nha. Là giờ anh em mình chạy ra ngoài nha. Ở đây lúc trước là nước này, nhưng mà giờ nó đông hết rồi. Thành đường hết rồi. Đây, rồi giờ mấy anh em mình đang đi ra chỗ câu nha các bạn. Này chết rồi. Đây là nước là hồ hết nha. Giờ nó đông hết rồi. Giờ tới chỗ rồi mà. Để xíu vô chòi câu này. Nóng quá em chịu nổi. Năm nay em muốn có một mua đại 160 đô. Lấy ngành câu này. Để giờ khoan lỗ đã nha. Với lại con tròi này hai lỗ nữa. Bây giờ anh em câu nha các bạn. Và đây là anh Trung Phát Xít đang còn vét đá dưới các bạn. Lấy gạt đá phía xuống dưới chị. Gạt ra. Rồi. Rồi giờ đi xuống cành nha. Chưa chạy đâu. Anh chào các bạn, đây là toàn cảnh anh Lê Chay đang câu cá đây. Ta còn lôi cần xuống luôn đó. Đây đây, đây đây cầm cành đó, chay câu nè, ta coi nè. Móc nhiều quá. Đó tao ra. Rồi móc cá vô. Dính rồi. Em Hùng thả xuống cho nó chạy xuống chưa? Hết dây rồi đó. Để đây. Ủa, đường cá tới đi. Cá kia nó chanh á. Đông móc luôn. Sao đâu, cái này mình ăn là vừa này thơm lắm. 8 con là mình ăn con.